Thầy chào các em đã đến với tiết học của thầy Quang nha. Trong tiết học này thầy sẽ hướng dẫn các em học bài số 2 sắp xếp dữ liệu tin học lớp 8 bộ sách giáo khoa cánh diều nhé các em. Sau khi các em học xong bài này thì các em có thể là nêu được cách thực hiện sắp xếp dữ liệu trong một bảng dữ liệu. Các em có thể là trình bày được cách sử dụng một hộp thoại sắp xếp để sắp xếp trên nhiều cột của bảng. Em hãy nêu một số tình huống cần có một bảng dữ liệu đã sắp xếp và nêu những tiêu chí sắp xếp tương ứng. Thì ví dụ như có một cái tình huống như thế này, trong lớp chúng ta thầy cô chủ nhiệm cần xem cái bạn nào có điểm trung bình môn tin học cao nhất thì thầy sẽ sắp xếp điểm trung bình môn tin học theo thứ tự là từ lớn đến nhỏ các em. Thì khi đó thì cái tiêu chí sắp xếp ở đây đó là dựa trên điểm trung bình môn tin học, và sẽ sắp xếp bạn nào có điểm lớn nhất thì sẽ được sắp xếp bên trên, còn bạn nào có điểm nhỏ hơn thì sẽ được sắp xếp bên dưới ha, cho đến là bạn có điểm nhỏ nhất. Hay là thầy cô chủ nhiệm cần biết bạn nào có độ tuổi nhỏ hơn, nhỏ nhất ở trong lớp, thì thầy cô chủ nhiệm có thể là sắp xếp dựa trên giá trị tuổi các em ha, sắp xếp dựa trên cột tuổi, rồi sắp xếp tuổi từ từ nhỏ cho đến lớn. Như vậy thì bạn nào có tuổi nhỏ hơn thì bạn đó được xếp ở trên, bạn nào có tuổi lớn nhất thì được xếp cuối cùng. Như vậy các em, các em tìm hiểu phần một nhỏ là sắp xếp dữ liệu trên một cột. Hãy tạo bảng dữ liệu thống kê xếp loại học lực các lớp như ở hình 2, rồi thiết lập tính năng sắp xếp và lọc dữ liệu cho bảng. Tiếp đến là nhái vào cột biểu tượng có dấu mũi tên sổ xuống nè, trong cột sĩ số, và lựa chọn một sọt molex toilet gate. Em nhận xét gì về sự thay đổi của biểu tượng mũi tên này trong cột sĩ số và sự thay đổi của cách hiển thị dữ liệu trong bảng? Bây giờ mình sẽ xem bảng dữ liệu thống kê xếp loại học lực của các lớp trong hình số 2 các em. Thì các em kéo xuống bên dưới nha, kéo xuống bên dưới chút xíu. Thì đây các em thấy, đây là bảng dữ liệu số 2 trong hình số 2. Đây là bảng dữ liệu ví dụ về bảng thống kê xếp loại học lực các lớp trong toàn trường. Thì bây giờ thầy sẽ đi lập ra bảng này ha, bảng dữ liệu này, và thầy thực hiện các yêu cầu trong cái hoạt động số 1 này nhé các em. Rồi, thì ở đây thầy đã lập bảng dữ liệu trên Excel, và bảng dữ liệu này nó giống hệt như là cái hình số 2 ở trong sách giáo khoa các em ha. Đầu tiên thì theo yêu cầu của hoạt động số 1 đó, thì chúng ta sẽ nháy con chỏ vào ở trong vùng dữ liệu này ha. Các em nháy vào ô nào cũng được các em ha. Rồi sau đó thì các em chọn data nè. Rồi tiếp theo các em chọn là filter. Rồi thì sau khi các em chọn filter, các em thấy không, tiêu đề các cột ở bên trên này nó đều có xuất hiện một cái dấu mũi tên sổ xuống như thế này. Đấy, có hết các em. Rồi tiếp theo các em sẽ nhấn vào cái dấu mũi tên sổ xuống của cột sĩ số nè. Đấy, các em chọn cho thầy cái mục đầu tiên ha, sọt molex tu lắp gịch. Rồi sau đó thì các em xem sự thay đổi của cái biểu tượng dấu mũi tên ha. Thì các em thấy đây, cái biểu tượng dấu mũi tên của chúng ta bây giờ là nó có cái dấu mũi tên sổ xuống cộng thêm có một cái mũi tên chỉ lên nữa nè các em, cộng thêm cái mũi tên chỉ lên. Thì cái dấu mũi tên chỉ lên này đó là thể hiện điều gì? Đó là thể hiện là cột này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần ha. Chỉ lên là tăng dần, nếu như dấu mũi tên này chỉ xuống tức là chúng ta thực hiện sắp xếp theo thứ tự giảm dần nha. Rồi cái thứ hai là các em xem qua cái sự thay đổi trong bảng dữ liệu ha. Thì các hàng, thứ tự của các hàng trong bảng dữ liệu này các em đã có sự thay đổi rồi, đúng không? Lớp 8A đã lên trên cùng và lớp 6C đã xuống dưới cùng rồi nè các em. Thứ tự các lớp đã được thay đổi. Thì các em thấy các lớp đã được sắp xếp thứ tự theo sĩ số lớp ha, theo sĩ số lớp từ nhỏ đến lớn, tức là tăng dần nha. Thì lớp nào có sĩ số nhỏ nhất sẽ được xếp ở trên, lớp nào có sĩ số cao nhất sẽ được xếp ở bên dưới ha.
Thầy vừa thực hiện ở trên tiệp Excel cho các em thấy rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại bài học của chúng ta ha. Như vậy thì các em thấy là việc sắp xếp một bảng dữ liệu là nhằm hoán đổi vị trí của các hàng trong bảng dựa trên nội dung của một cột cụ thể, để giá trị dữ liệu trên các hàng của cột đó được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc là giảm dần. Thì dữ liệu được sắp xếp có thể là ở dạng văn bản các em, cũng có thể là ở dạng số hoặc là ở dạng thời gian ha. Thì trong hoạt động số 1, em đã sắp xếp lại bảng dữ liệu sau khi mà thiết lập với tính năng là sắp xếp và lọc dữ liệu cho bảng. Ngoài ra thì các em có thể là sắp xếp dữ liệu mà không cần phải thiết lập với tính năng sắp xếp và lọc dữ liệu ha. Thì các em có thể là thực hiện theo các bước sau. Bước 1 là các em chọn một ô bất kỳ ở trong cột mà các em muốn sắp xếp dữ liệu. Nói chung là các em muốn sắp xếp dữ liệu ở cột nào thì các em chỉ cần là nháy vào một ô nào ở trên cột đó cũng được ha. Rồi qua tới bước 2 thì các em chọn cái thẻ lệnh data ở trên giải lệnh ha. Rồi bước 3 là chúng ta sẽ nháy chuột vào biểu tượng là AZ hoặc là ZA các em. Đó. Thì hai cái biểu tượng này là trong nhóm lệnh là sort and filter trong hình số 1 nè, các em quan sát ở đây. Đó. Có nút lệnh là AZ và ZA. Thì hai nút lệnh này để sắp xếp ha. AZ tức là sắp xếp tăng dần các em từ nhỏ đến lớn ha. Còn ZA là sắp xếp giảm dần từ lớn đến nhỏ nha. Thì ở trong ví dụ ở hình 2 này, nếu mà các em chọn một ô tính bất kỳ ở trong cái cột sĩ số này ha. Rồi sau đó thì các em nháy chuột vào biểu tượng là ZA ở trong nhóm lệnh sort filter á, thì sẽ nhận được kết quả như là hình số 3. Thì các em thấy là các dòng của bảng dữ liệu đã được sắp xếp theo thứ tự là giảm dần đúng không các em? Giảm dần theo cột sĩ số. Tức là lớp nào có sĩ số nhiều nhất thì sẽ được xếp ở trên và giảm dần cho đến là lớp nào có chỉ số là ít nhất thì sẽ được xếp ở bên dưới ha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em học xong phần số 1 nhỏ ở trong bài sắp xếp dữ liệu sách giáo khoa tin học lớp 8 bộ sách cánh diều ha. Thì mình vừa học là cái cách sắp xếp dữ liệu dựa trên dữ liệu của một cột các em. Thì trong bài này còn phần 2 nhỏ là sắp xếp dữ liệu dựa trên nhiều cột. Thì phần này thầy sẽ hướng dẫn các em học ở trong tiết học sau nhé. Các em có thể là vào kênh của thầy để các em tiếp tục xem thêm phần 2 nhỏ. Còn bây giờ thầy sẽ dừng tiết học ở đây. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau. Thầy chúc các em học tốt nha, đạt được điểm cao.